Ê đánh phải được tiền. Cái thằng đó nè, cái thằng cá cừu đó nè, cái thằng đập cái thằng kia thôi, cái thằng như này, thằng đó đi cho đúng đường nó tao, đi đâu cái lỗ tao, đi đi cái nhà mới đi đâu thôi, đi 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 ngủ, đi đâu cái tao để đi ngủ này nè, hôm nay em đập cái nhà luôn, đi đi. Biết mà che tao đang bị đổ công này không quan trọng tiền bạc của tao đổ cái gì vậy á thấy chưa tiền đi tao là tiếp cái em đi xe vào đó ra nó tắt cổ nó tụi nhau tao nói nâng lên vậy á anh thử cái thằng rồi nè tao nè không cùng tụi này cũng là lần phải kéo tao dọa thôi thôi làm rồi tao anh chạy xe vô để tôi cho anh chạy xe vô anh không có gì mời tôi là làm việc ở đấy ra ngoài chứ không có gì mời cả về cái thằng đây tôi này cái thằng này ngoài đây tôi đang làm tôi đang làm cái lâm anh khi xe đồ đâm tôi mi 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 lại cái gì thì mẹ mình cái đó nó đem đưa thành phố luôn em mới nói anh có làm việc cái này đi nào em bây giờ mày đi bên này mày nói chơi nói những câu từ để tao tao được quay quay mà đi chơi làng còn đấy cái thứ răng, tôi không biết mặt giao thông à, bỏ đi là anh chạy xe đi làm không? Tôi đang đồ mày mà cái răng này đâu, tôi đang đồ mày ăn cơm tôi đi ăn cơm tôi cho mày chạy chạy trở lại. Tôi đi chân chạy mà tôi chân chạy mà tôi nẹp xe vô đây, anh cũng không cho tôi đánh chạy vô đây. Làm rồi chứ, làm lòng cái đấy chứ. Anh kia không đánh tôi nhưng đập xả xe tôi. Thấy chưa? Tôi làm việc đây không đủ tiền bơi bởi vì bọn mấy là thằng đó là một. Nghe chưa? Bây giờ cho anh bùi đời mày cũng làm được, thằng anh may mày cũng làm được rồi qua tao. Đéo cho tao kiếm cơm ăn nghe chưa? Thân thì bây giờ mà thằng anh may đang ngồi chợ đường để vẹn hàng đéo cho tao chạy. Tao cũng biết chứ tao nói thằng câu được mi chửi đi biển em đi. Tao nói câu được mi là cái thằng đi cầm viên. Nhà đi để xe ra đang đang xe không cho xe họ rầm gì đúng không?